Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay em có đi một cái khu vườn, ở đây toàn là xương rồng không à. Để em dẫn cho mọi người vào đây xem nè. Ở đây xương rồng nhiều lắm luôn. Ở đây em gọi là thế giới xương rồng. Em đi vào trong á, em thấy nhiều chậu xương rồng lớn lắm. Mà chỉ dám nhìn mình quay thôi chứ mình không dám sờ. Tại gai của nó rất là sắc bén luôn. Mà nó cứng nữa nên sợ lắm. Chậu to to không à mọi người ơi. Nó bự hơn cái bàn tay em luôn á. Mà quá trời xương rồng luôn, xương rồng các loại luôn á. Nhìn to quá chừng luôn. Cái này là phía trước cái cổng là vào nè. Đây nè. Ở ngoài mình đi vào là sẽ gặp những cái cây này trước nè. Đó, quá trời luôn. Nè mọi người, cái gai này nó cứng lắm luôn á. Em sờ vào thử em thấy nó cứng lắm, mà nó nhọn lắm nha. Mà nhìn thì thấy nó rủ rủ đẹp. Quá trời luôn nè. Đi vô đây em cũng sợ sợ lắm. Tại em sợ em bá vô cái nó đâm đau. Em sợ xương rồng lắm. Bên trong đây thì có mấy cái cây xương rồng thân nó to lắm nè mọi người. Mà gai chi chít luôn nha. Wow, quá trời đẹp luôn á. Mà em nhìn vậy chứ mà em mê lắm. Mà em không có dám sờ với lại không có dám lại gần nó nhiều á. Tại cái gai của nó, mình sơ sẩy một chút thôi là nó dính vô cái da mình. Sợ mình lấy được không ra. Gai nó nhỏ quá mọi người, nó chi chít á. Mà nó có nhiều hình thù khác nhau lắm nha. Quá trời luôn nè. Wow. Cây nhỏ cây lớn gì nữa nè. Wow, nó nhảy con ra mọi người. Nhìn cái hình thù nó ngộ không. Gai chi chít trên đó luôn á. Tua tủa. Nhiều loại lắm mà mình không biết tên hết được thôi. Còn ở phía trong đó em thấy có mấy cái nó giống như cái quả cầu gai kìa. Để em vô đây cho mọi người xem. Ngoài đây là có cái bụi này nó tua tua. Còn bên đây là cái thân nó cao lên, cái nó có mấy cái nhánh nhánh ra. Mình không biết tên nó là tên gì nữa. Còn cái này là gai nè. Đó, quá trời gai luôn. Nhìn nó ghê ghê mà sợ sợ. Cái này mà làm hàng rào chắc không ai dám leo vô luôn á mọi người. Đây nè, cái này nè, em thấy cái này nó đẹp nè. Wow, 299 đồng á mọi người. Là coi như 300 đô rồi đó. Một cái cục này nè. Đó, như quả cầu gai vậy đó. Nó to hơn cái bàn tay em luôn. Mà nhìn đẹp hả mọi người ha. Nhìn mình để nhiều á, mình thấy nó đẹp. Mà nhìn bằng mắt thôi chứ sờ là thua rồi đó. Wow, quả trong này cũng còn nhiều lắm nè. Ở đây là lần đầu tiên em mới được vào luôn á mọi người. Nó cũng cách nhà em khoảng 20 phút lái xe. Mà mấy cái cây này em nghĩ giống như người ta mua về, người ta làm cảnh đó. Hoặc là người ta để ngay mấy cái góc ngoài phía mà hàng rào nhà, để cho mà đừng có ai mà leo vào hay là này kia. Thì em thấy là nó sẽ rất là có ích. Tại vì gai quá gai. Ở bên trong đây nó có một loạt xương rồng mà đứng không à mọi người nè. Nó như cái rừng vậy đó. Nè mọi người coi nó thẳng hàng nè, nhìn cũng rất là đẹp nha. Wow. Mà gai quá gai luôn á. Mà nhìn xa xa đẹp lắm. Mình cứ giống như là một cái khu rừng nha. Khu rừng của xương rồng nha. Quá trời luôn á. Nhìn thì mê thiệt đó. Mà em sợ lắm luôn á. Không dám sờ luôn á. Nhà mình á, ai mà mê xương rồng á thì nhớ ghé đi ủng hộ nha mọi người. Ở đây bán rất là nhiều xương rồng đủ loại khác nhau luôn á. Mà em thấy cũng đẹp nữa. Wow, có cái này đẹp quá nè.
nhìn lạ lạ nữa nè. Wow, nó cục tròn 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 á mọi người. Wow, cái này to quá nè. Trời ơi, đẹp ghê luôn á. Đẹp quá hen, mà em không có được sờ đâu. Cũng không dám sờ luôn. Quá trời luôn nè. Nhiều hình thù ghê chứ. Nhìn thì bắt mắt thật á. Mà trồng mấy cái này á, mình phải cẩn thận nữa. Chứ mình để mấy chỗ mà mình đi qua đi lại á, mình lỡ bá vô nó là gai không luôn. Sợ lắm. Trồng nó cũng phải một cái khu vực nào đó phải an toàn. Rồi con nít nữa này kia mình cũng phải cẩn thận nữa. Để con nít nó không biết, nó lại nó sờ vô á. Khu vườn ở đây cũng khá là rộng nha mọi người. Em đi nãy giờ chỉ mới có được 2/3 của cái chỗ này thôi á. Còn phía bên trong nữa là chưa có đi thôi. Tại vì cái đường đi nó cũng nhỏ nhỏ, mà mình đi thì mình sợ trúng vô xương rồng á. Nên hả, em cũng đi phía xa xa mé ngoài thôi. Em không có đi sâu sâu vào bên trong. Để em vô cái khu vực cái nhà cây trong này, để em coi trong này nó có xương rồng gì nha. Đây, để em đi vô cho mọi người xem nha. Wow, nhìn xa xa thấy bắt mắt rồi đó. Wow, đẹp ghê chưa nè. Quá trời hoa, xương rồng nữa nè, xương rồng có màu màu nữa nè, đẹp quá hen. Em lại mê mấy cái này lắm nè. Mà không có dám trồng luôn á. Tại nhà em có con nít á, em cũng sợ lắm. Bé em thì nó năng động lắm, nó hay lại sờ sờ á, em sợ dính gai. Wow, màu vàng cũng đẹp, màu đỏ, màu cam cũng đẹp. Nhìn mê ly luôn. Bên này nữa nè. Mấy cái chậu này mấy trăm đô lận á mọi người. Rẻ lắm thì cũng mấy chục đồng mỗi cái chậu nhỏ nhỏ nhỏ. Rồi nhỏ nữa thì rẻ hơn à, mấy đồng chít chít nhỏ nhỏ nữa. Còn không là mấy chục đồng trở lên không á. Wow, mấy cục mini nè mọi người. Đó. Ai mà mới bắt đầu tập tành trồng á, mình mua mấy cục mini về nhà mình trồng thử. Nếu mình thấy nó đẹp thì mình mua cái lớn hơn nữa. Hoặc là mình trồng cho nó lớn lên. Có mấy cái này hình nó cũng lạ nữa nè. Nhìn ngộ ngộ. Lần đầu mà em thấy được nhiều xương rồng như vậy luôn á. Đó, mấy cái chậu mini cũng dễ thương lắm nha mọi người. Nó cũng có nhiều loại lắm á. Mình mua về cái mình sưu tập á, mỗi thứ một chậu á. Wow. Cái cây này nhìn mắc cửa nè mọi người. Nhìn nó ú nu à. Wow, cái này có hoa nè. Hoa dễ thương quá trời luôn nè. Một cục xương rồng ấy có cây hoa giống như cây dù vậy. Wow, nhìn dễ thương ghê luôn á. Cái này chưa có nở nè, cái kia nở xòe. Còn cái này nhìn như đống bông gòn ấy, có cái hoa nằm trên đó vậy. Dễ thương quá hen. Để chút em coi có chậu nào em lượng chậu mà em sợ quá à. Tại vì nhà trồng á, nhiều khi mình không có thời gian mình chăm nó, nhiều khi nó cũng không có lớn được nữa. Với lại mùa này nắng quá nè. Để ngoài thì nóng đó, nó tội nó. Mặc dù nó cũng rất là ưa nắng, nhưng mà nhiều khi mình không có chăm kỹ đó, nó cũng không có phát triển, không có tốt được. Có mấy cái chậu mà người ta treo trên nữa nè mọi người. Đủ loại luôn á. Trồng mấy cái treo này đó, thì mình đi qua đi lại thì không có trúng nó. Nhưng mà ở trên đầu nhiều khi mình quên đó, mình cụm nó cũng mệt lắm. Anh chị em cũng đang lựa để mua nữa nè. Hai người này cũng mê xương rồng lắm. Đó, đang lựa đó, chuẩn bị mua. Mà hôm nay trời nắng nóng quá mọi người ơi, nên em cũng không có đi quay được nhiều á. Em quay vòng để cho mọi người xem thôi. Hôm nào mà trời mát á, em có ghé lại đây á, thì em quay cho mọi người xem lần nữa. Còn bây giờ là chắc em dẫn bé ra ngoài xe á, tại hôm nay trời nóng quá, bé em nó chịu không nổi, nó nóng, nó ướt nhẹp hết trơn luôn á. Mọi người thông cảm cho em nha. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video của em. Em hẹn mọi người ở những video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Mong mọi người nhớ đăng ký ủng hộ em nha. Bye bye, xin chào cả nhà.